Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay rất hân hạnh được gặp quý vị và các bạn ở một video tiếp theo. Hiện tại thì em đang đứng ngay khu vực ngã ba Bà Thánh, phía trước là quán cơm không tên cũng như là quán bún thịt nướng Lộc Nghĩa, đều rất là nổi tiếng, thường là bán vào buổi trưa cho đến buổi chiều, những quán cơm bình dân cho du khách cũng như là người lao động. Còn quán bún thịt nướng Lộc Nghĩa thì cũng nổi tiếng lắm rồi, bán cho người dân địa phương rất là nhiều, giá thì bình dân. Đối với một tô bún thịt nướng có giá bán khoảng 25.000. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là buổi trưa ngày 2 tây tháng 4 năm 2022, bây giờ là 10 giờ 15 phút buổi trưa. Em xin đưa quý vị và các bạn chúng ta đi cập nhật khu vực chợ số 4 cũng như là chợ phường 6 để xem bà con mình buôn bán ra sao trong những ngày đầu tháng. Và nhân dịp đầu tháng, em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và một tháng mới tràn đầy năng lượng. Sau đó thì chúng ta sẽ đi về ôn lại kỷ niệm thân thương tại con đường Thi Sách thuộc phường 6 của thành phố Đà Lạt. Đi thẳng lên đó là khu vực chợ số 4 quý vị, con dốc La Sơn Phụ Tử nằm ở phía trước. Còn bên phải đây là gà vịt quay nè. Ở đây em thấy có một số con vịt giò heo được quay rất là thơm. Bây giờ bắt đầu quay rồi bán cho đến chiều tối quý vị. Đây là cây cầu La Sơn Phụ Tử, vào buổi chiều ở đây cũng bán hải sản tươi sống rất là ngon. Còn đây là chợ phường 6, bây giờ thì em xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi vào khu vực chợ phường 6 nha. Bông hoa ở đây được bày bán ở gian ngoài, còn phía trong thì bán thịt cá cũng như là trái cây, các mặt hàng rau. Ở trên là khu căn hộ quý vị, còn ở phía dưới là chợ. Bên phải thì có khu vàng bạc đá quý này, còn bên trái thì đây bà con mình bán rất là nhiều các loại rau sống. Thường thì các loại rau này một số thì lấy mối ở ngoài chợ về, còn một số thì được lấy mối từ các huyện lân cận như là Đức Trọng rồi Đơn Dương, như là rau cải này, rồi các loại rau luôn. Tuy nhiên thì chợ cũng không có được rộng lắm nếu mà so với khu vực chợ Mỹ Thành cũng như là khu vực chợ Phan Chu Trinh, thì có lẽ ở đây không có lớn bằng, cũng như là vẫn còn thiếu một số mặt hàng. Hôm nay là ngày đầu tháng á quý vị, thành thử ra là cô bác bà con mình bán bông hoa rất là nhiều. Thường thì những ngày đầu tháng hoặc là những ngày rằm thì bà con mình sẽ mua bông hoa rất là nhiều. Bên trái của em đây là con đường Hai Bà Trưng, bên phải cũng là Hai Bà Trưng. Bên phải thì chúng ta sẽ đi về đường Bạch Đằng, con đường cũ là để tứ lộ Thạch Thành. Còn bên tay trái thì chúng ta sẽ về khu vực con đường Duy Tân, còn đường 3 tháng 2. Đây là một con hẻm nhỏ ở trên dốc La Sơn Phụ Tử thuộc phường 6 của thành phố Đà Lạt. Phía trước thì có một món nổi tiếng ở Đà Lạt, đó là món bánh canh nắp, khá là phổ biến ở trên con đường Tăng Bạc Hổ gần khu vực rạp chiếu bóng Hòa Bình. Tuy nhiên thì những khu vực xa trung tâm thành phố như vậy thì giá tương đối là bình dân cũng như là rất là ngon quý vị, không thua kém gì ở trên khu vực Hòa Bình đâu. Bây giờ thì em xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi cập nhật tình hình tại khu vực chợ số 4 nha. Buổi sáng hôm nay thời tiết nó cũng dễ chịu, nắng ấm cũng không có gắt lắm. Nhiệt độ em đo được ở ngoài trời là 23 độ C, em đổi ra được là 73,4 độ F quý vị. Chắc lẽ là chiều nay sẽ có một trận mưa, mưa rất là to đây. Xa xa có những đám mây đen rồi. Còn đây là khu vực chợ số 4. Có những cô bác bà con mình buôn bán rất là nhiều ngay khu vực vỉa hè, những khu vực chợ tự phát của bà con người dân. Khu này ngày nay dân số rất là đông quý vị, thành thử ra là bà con cô bác mình cũng họp chợ những khu chợ tự phát ở ngay khu vực này để mà buôn bán chủ yếu là trái cây, các mặt hàng rau. Rồi nông sản thì cũng không có nhiều,
chủ yếu là rau sống. Đây là khu vực bán trái cây cũng như là rau sống, coron này, salad, đó, các loại bí, bí đao. Thỉnh thoảng thì có những cô, những bác mua đồ ăn về nấu cơm cho gia đình ăn rồi. Còn đây là búp hoa atiso quý vị. Những búp hoa atiso trông rất là tươi ngon. Về mà hầm với xương hoặc là nấu canh gì đó ăn rất là bổ luôn. Đặc biệt là đối với những người mà bị mất ngủ cũng như là nóng trong người. Có rất là nhiều loại chanh luôn. Và có hai loại chanh, đó là chanh xả, chanh không hạt và chanh thường. Chanh thường rất là nhiều hạt luôn. Giá cả thì rẻ hơn một chút. Khu vực chỗ số 4 em thấy là buôn bán rất là cạnh tranh luôn. Bởi vì những mặt hàng rau sống như thế này đều bán giống nhau cả. Đối với người dân thường có thói quen là ở đâu có giá tốt, cũng như là nhiều mặt hàng rau thì sẽ ghé đến chỗ đó mà mua. Đây có thơm này quý vị này, rồi dưa leo, rồi bí đao, cà rốt, các loại củ quả thì được trưng bày ở phía trong. Nếu như mà quý vị và các bạn mua thì có thể là mình tự lựa luôn ha, sau đó cân ký rồi sẽ tính tiền. Em để ý là gần á, không có bán chạy như là ở ngoài chợ đâu. Thường là mùa lạnh như thế này em thấy là nhà nào cũng có để gừng ở trong nhà. Lỡ may mà nửa đêm có bị đau bụng hoặc là bị cảm gió thì có thể là dùng gừng rất là tốt luôn. Đây là cà pháo này. Những loại cà pháo, đặc biệt là cà pháo này á, quý vị ngâm cho nó chín á. Chúng ta có thể là dùng chung với mắm tôm hoặc là mắm ruốc. Ăn với cơm rất là ngon luôn. Tại đây thì em thấy nho móng tay nè. Thường những tiểu thương ở đây á, lấy trái cây ở ngoài chợ từ rất là sớm, rồi về đây bán lẻ, kiếm chút đồng lời. Đặc biệt là nho móng tay thường trồng ở khu vực Ninh Thuận. Dạ đây thì có bán mít nè. Mít quả nào quả đó rất là to, được cắt ra sẵn từng miếng như vậy á, cho bà con mình dễ mua hơn. Thường là một miếng có giá bán là 25.000 cho đến 35.000, tùy theo miếng to, miếng nhỏ nữa. Thường là nhà dân ở xung quanh đây đều chỗ mặt tiền ra để buôn bán. Nếu mà không buôn bán thì cho thuê quý vị. Đây cô này, cô mổ mít rất là khéo luôn. Mít mà mổ ra sẵn như vậy mà cũng bán không kịp á quý vị, để lâu nó sẽ bị đen. Thường là bổ ra thì sẽ bán hết trong ngày. Ở đây dọc theo hai bên hành lang của khu vực số 4 bán rất là nhiều ha. Ở đây là bán bún tươi, mì quảng. Ở đây có một anh đang chở một xe hành mới lại tải luôn. Còn đối với giá xăng dầu trong nước hôm nay, xăng 92 thì không quá 27.300 đồng trên 1 lít. Còn xăng 95 không quá 28.150 đồng trên 1 lít. Như vậy là giá xăng đã giảm hơn 1.000 đồng cho 1 lít rồi. Như vậy giá xăng trong nước giảm đỡ một phần nào đó áp lực cho cuộc sống của bà con. Đặc biệt là đối với phương tiện xe máy đi lại hàng ngày á, nó như là một người bạn rất là thân thiết. Ngày nào cũng phải đi xe máy để mà đi làm cũng như là đi công việc. Ở đây có một bác đang gánh rất là nặng luôn các mặt hàng phế liệu để mà đi bán. Phía trước màn hình quý vị và các bạn, phía dưới là con đường Thi Sách, chúng ta sẽ đi về con đường Phạm Ngọc Thạch. Còn phía trên là con đường Mai Hắc Đế, chúng ta sẽ đi về
cây xăng Trần Bình Trọng cũng như là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Đức năm xưa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bây giờ em xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi cập nhật tình hình trên con đường xanh mát, con đường thi sách. Trên tay phải đó là khu công viên của trường ngôi trường Lam Sơn. Ở đây là khu vực trạm y tế phường 6. Kế bên có những hàng cây thẳng tắp. Đó là trường tiểu học Lê Lợi, năm xưa đó là trường Đa Nghĩa. Cũng có nhiều cô bác anh chị và các bạn có kỷ niệm ở đây. Ở đây có một cái con hẻm nhỏ đi tắt về con đường Hai Bà Trưng này. Đó, bên tay trái của em. Trường tiểu học Lê Lợi ngày nay được sơn sửa mới cũng như là xây thêm một số dãy lớp. Con đường có thể nói là có những hàng cây xanh mát. Khi mà đi giữa buổi trưa nắng nóng thì có cảm giác rất là mát luôn. Hiện tại bây giờ ngoài trời đang có gió quý vị. Ở đây cũng có những con đường để mà đi thông xuống đường Hai Bà Trưng nè. Những con đường bà con mình thường hay đi con đường này, nó rất là gần. Cũng như là các em học sinh đi học á, khu vực trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và các ngôi trường trung học, ngôi trường tiểu học. Bên cạnh đó vẫn còn những ngôi nhà cũ lắm, nằm trên con đường thi sách này. Không biết có cái kỷ niệm nào đối với cô bác anh chị và các bạn ở đây hay không. Nhà cửa ở đây nằm trên một cái khu đồi, thành thử ra là cũng không có những ngôi nhà cao lắm. Bên cạnh đó có những cái quán cà phê nho nhỏ rất là dễ thương ở trên con đường thi sách này. Ví dụ như là cà phê Bút Chì nè, cũng như là cà phê Chiều Đóa Hồng, vân vân, còn rất là nhiều luôn quý vị. Đặc biệt là trên khu này á, người ta không có xây nhiều khách sạn đâu. Nếu mà xây khách sạn ở đây á, em nghĩ cũng rất là được, bởi vì gần ngay trung tâm Đà Lạt. Có những quán cà phê đẹp ở đây với không gian yên tĩnh. Đây là cà phê Chiều Đóa Hồng này. Trong này có một cái khu vườn trồng các cái cây bông hồng, dây leo cũng như là bông hồng tỏa ra một mùi hương rất là thơm. Đặc biệt là chúng ta đi vào trời mưa, vừa thưởng thức những ly cà phê nóng, vừa ngắm các loại hoa hồng, vừa ngắm mưa nữa, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là có rất nhiều cô chú anh chị chia sẻ với em có nhiều kỷ niệm ở quán cà phê này lắm. Em thì chỉ vào đây đúng một lần vào năm ngoái. Lúc đó trời cũng bắt đầu có một cơn mưa phùn. Khi mà trời mưa đi uống cà phê nó có một cái rất là thú vị. Không biết quý vị và các bạn như thế nào. Đoạn này chỉ có những căn nhà cũ, những khu vực gara, gara sửa xe ô tô, sửa xe máy nè. Đi đến đoạn này quý vị và các bạn để ý là có hai bên có những căn biệt thự rất là đẹp. Chúng ta gần đến với con đường Phạm Ngọc Thạch rồi. Cũng chuẩn bị đến khu vực trung tâm. Là những quán ăn sáng bán chỉ có 1-2 tiếng vào buổi sáng thôi. Còn nếu mà quý vị và các bạn đi ăn sáng, khu vực có nhiều đồ ăn sáng nhất đó là con đường Hoàng Diệu. Ở đây có dàn hoa giấy nở bông rất là đẹp nè. Hoa giấy ở Đà Lạt nở bông màu nó tươi, cũng như là những bông hoa nở sẽ lâu và sẽ nở từng chùm từng chùm. Còn đây là con đường Phạm Ngọc Thạch hướng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bên trái của em đây là bệnh viện nè. Còn bên phải là khu vực nhà dân. Khu này bà con mình cũng mở khách sạn cũng như là các cái nhà xe nhỏ nhỏ như là nhà xe Tài Thắng đi Hà Nội. Và đến một đoạn nữa, khu vực chuyên về khám bệnh ngoài giờ của các bác sĩ làm việc ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng á,
chỉ khám được những khoảng thời gian buổi trưa hoặc là buổi chiều. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ngày nay đang xây thêm một dãy nữa ở bên mé hàng rào nè. Ngay vị trí này có khá là nhiều các phòng khám ngoài giờ, rồi phòng khám mắt, rồi khám xương khớp, rồi khám nhi, rồi X quang. Và bên tay trái của em là dốc Hải Thượng, và đây là bệnh viện Đa khoa. Và bây giờ thì em sẽ đi về con đường Mai Hắc Đế thuộc phường 6 ha. Đây có răng hàm mặt phòng bác sĩ Hằng nè. Thường là đi khám bác sĩ tư thì nó được cái là nó nhanh quý vị. Còn nếu mà quý vị và các bạn có bảo hiểm y tế thì chúng ta nên đi bệnh viện Đa khoa. Còn đây là con đường Trần Nhật Duật, chúng ta sẽ đi xuống khu vực Hoàng Diệu, nơi mà bán đồ ăn sáng, có bánh mì Bé Linh, bánh tráng nướng hành dì Đinh, rất là nổi tiếng rồi. Kế bên con đường song song, đây là con đường Trần Bạch Trọng, sẽ đi về khu công an tỉnh Lâm Đồng. Phía dưới là con đường, chúng ta sẽ đi về con đường XQ. Khu đồi của nhà thờ trước kia đất đai rất là rộng lớn, và ngày nay thì đất đai đều bị thu hẹp lại, nhà dân mọc lên như nấm quý vị. Sáng hôm nay em thấy có du khách này, hôm nay là sáng thứ bảy, một số khách đoàn cũng đi tham quan nhà thờ. Vào nhà thờ chúng ta có thể là mua những món quà để mà ủng hộ cho các em. Con dốc cũng có nhiều kỷ niệm bởi vì có rất nhiều bạn học sinh, những bạn sinh viên từ các cái ngôi trường, đặc biệt là trường y tế Lâm Đồng. Những hàng phượng vĩ được trồng trước cổng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cũng mang rất nhiều kỷ niệm mỗi khi mà đến mùa hoa phượng. Và đến đây em cũng xin kết thúc video clip tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.